Cậu ba mới mua tivi con có vui không? Excited? Vót đó. Ok. Nhớ nói các bạn subscribe đăng ký. Subscribe and nói lớn lên. Like and yeah. Ok. Ugly. Ugly. You call me ugly. Nói gì nữa không? No. No. Ok các bạn, thì ngày hôm nay Nguyên và ba Nguyên sẽ đập hộp cái tivi 4K Crystal Samsung 50 inch. Hiện tại là Nguyên quay bằng phone của ba Nguyên các bạn. Ồ, để con lấy chìa khóa nghe. Phone của ba Nguyên là cái này là phone iPhone 12 Pro. Yeah, 12 Pro thôi, cái mà bữa review á các bạn. Thì giờ quay cho các bạn coi chơi luôn. Không biết âm thanh có hay không, các bạn comment ở bên dưới. Và cũng như hình rung hay là không rung hay là hình ảnh ra sao, các bạn comment bên dưới luôn nha. Đó, TV nè. Giờ ba Nguyên sẽ quay Nguyên khiên vô rồi Nguyên sẽ chi tiết cho các bạn chơi cho vui. Đó, nó đó. Ok. Rồi, quay đi nha. Rồi, quá. Nói không? Nói. Từ từ. Đây. Dựng lên. Lâu quá không khiên TV các bạn ơi. Từ từ nha. Rồi, không? Ok. Ok các bạn, hàng đã vô trong rồi thì ba Nguyên sẽ là người mở hộp. Tại vì Nguyên quay cho nó rõ, cho nó đúng cái góc cạnh cho các bạn coi cho dễ. Đó, rồi. Bắt đầu đi. Ba Nguyên sẽ vinh hạnh mở nó. TV này Nguyên mua chỉ thuế luôn, tất cả mọi thứ chỉ có 300 đô thôi các bạn, rất là rẻ. Này là 50 inch mà 4K Crystal UHD luôn, Crystal là rõ lắm luôn á. Rồi LED Smart TV luôn, có tất cả luôn các bạn. Và cái này là cái deal của Black Friday sớm, năm nay là Black Friday sớm đó các bạn. Thì sẵn là vô mùa Black Friday đó, cái này là cái setup. Thì sẵn vô mùa Black Friday thì Nguyên quay cái này trước. Đây là cái món quà Black Friday đầu tiên Nguyên mua cho Nguyên. Đó, TV remote, dây nhợ, hai cục pin, rồi bảng manual. Xong, ba cứ quăng ở đó đi. Rồi. Để con sẽ phụ ba luôn. Đó, thì bây giờ các bạn comment bên dưới cho Nguyên biết các bạn thích cái này hay là không. Hân có thích không? Lên phim giả bộ không mày? Rồi, giờ ba Nguyên sẽ mở ra. Đầu tiên là miếng mướp 360 độ. À, kia này nó mỏng rất là nhiều các bạn. Dạ mà hả? Dạ. Có hai cái chân dựng. Con nghĩ ba cầm hai góc không? Hai góc đồng có chỗ ba. Này, dựng này. Rồi. Được không? Hay là để con khiên okay. Okay. Rồi, ok. Đó. Ồ, vậy là nó chưa có cái chân dơ đứng. Chân ở dưới. Giờ là mình phải mở ra. Ok. Rồi, con nghĩ ba ụp mặt vô luôn. Rồi rồi nè. Đó, bây giờ ba Nguyên mở ra nè các bạn. Đó, cáo cạnh. Đây chỉ là chia sẻ đập hộp và có không khí Black Friday nha các bạn. Tại vì cái này Nguyên mua cái deal, cái giá Black Friday luôn các bạn. Năm nay Covid cho nên nó bán Black Friday sớm, trước cả một tuần luôn. Thì đó. Nó cho cái miếng này để bảo vệ không? Đừng có bị chày góc cạnh. Thì đây không phải, một lần nữa, không phải là review công nghệ tech gì hết á. Đây là chia sẻ đập hộp cho các bạn coi sẵn review cái camera như thế nào. Ồ, quá đẹp. Mã này nó hơi bóng không? Chưa không. Chưa không rồi, hơi bóng không? So với Sony thì nó sẽ bị bóng. Quá mỏng các bạn ơi. Tại vì cái này để trong phòng ba má cũng vừa nào phải không? Xin giải thích thêm cái đó, giải thích đi ba Nguyên rất, để nói luôn, ba Nguyên rất là gành về tivi nha các bạn. Là cái tivi rất là gành Sony á. Nó được cái ưu điểm cái là nó cái màn hình của nó hồi xưa nó gọi là Trinitron hay gì đó, nhớ Trinitron à? Trinitron, nó đặc biệt một cái là nó không bị chói cái bóng đèn giống như miếng kiến vậy các bạn đó. Nó... ví dụ như bây giờ không biết thấy không. À, thấy cái tay nè, thấy nguyên người con luôn mà. Ok, thấy cái ánh đèn, thường là thấy ánh đèn.
thì thằng Sony nó không thấy. Sony mình để mình coi mình đèn á, mình kia gọi vô nó không thấy, nó hay chỗ đó. Tiếng Anh gọi là flat đó các bạn. Nó đặc quyền, còn này thì nó bóng. Bóng. Nó sẽ bị thấy. Mà kia này nó không có bóng lắm. Không phải là một tấm gương các bạn thấy nếu mình, mình mở lên mình sẽ thấy, mình sẽ cảm nhận thấy cái hình. Vậy đó. Sony thì đặc biệt nó có cái là nó không bị chói á. Mà Sony thì nó không có sale nhiều các bạn ơi. Samsung thì nó đứng thứ nhì dưới Sony. Hình ảnh nhưng chất lượng luôn, mà Samsung nó sale quá mạng, cho Nguyên mua luôn. Đó. Rồi, giờ muốn lấy chân gắn không hay là chơi luôn đi. Bây giờ Nguyên sẽ giúp ba Nguyên gắn chân. Rồi Nguyên sẽ trở lại với các bạn. Ok các bạn, sau một hồi vật lộn tìm chỗ để test thử rồi các bạn thì đã gắn xong hai cái chân nhựng vô này không? Đó, nhìn nó như thế này nè, đó. Thì bây giờ ba Nguyên sẽ tại vì Nguyên khui thùng xong là Nguyên đi làm. Rồi ba Nguyên ở nhà sẽ ngồi ăn cơm rồi chiêm ngưỡng nó. Test make sure là nó sẽ hoạt động chân chu trong thời gian ngắn nhất, để có gì bị cái gì thì mình có thể return trả lại. Mà cái này mới mà cho nên không sao. Thì giờ đây là ba Nguyên sẽ gắn vô thì nó sẽ cho hai cục pin này không. Comment ở bên dưới đó các bạn thấy cái deal này quá rẻ hay là mắc hay là gì đó, comment bên dưới mình muốn biết. Mà đối với Nguyên thấy rất là rẻ. No ba để cái này trước. Đúng rồi. Hiện tại là Nguyên đang quay bằng iPhone 12 Pro nha các bạn, của ba Nguyên, để thử cái chất lượng cho các bạn. Thì nhiều bạn coi cái tập mà Khánh review cái phone này á, thì kêu Nguyên gì đó okay. Review thì bây giờ Nguyên review luôn. Yeah, rồi xong rồi thử ha. Chờ đây 2, 3 mở coi sao. Có điện chưa? Rồi có điện rồi đó. Cái này Smart TV thì mình có thể coi Netflix, YouTube, tất cả mọi thứ trong đây luôn các bạn. Ồ, cái này nó có connect. Ok, rồi ba mở lại đi. Sorry các bạn gián đoạn. Mới nãy Khánh nó gọi phone. Rồi, bây giờ ba Nguyên sẽ mở lên. Đó, thì nó sẽ như thế này. Một lần nữa nhắn đến các bạn là đây không phải là review công nghệ cho nha. Cái này chỉ là chia sẻ độc hợp cho vui thôi. Vlog đời sống hàng ngày của chúng tôi. Đó, lên rồi đó. Thì cái này Nguyên nói luôn, nó là hát được Netflix, YouTube, rồi nó connect được luôn cả Bluetooth luôn các bạn, rồi Wi-Fi vô luôn. Và đó là 4K vừa Smart TV. Thì bây giờ mình phải setup. Thì bây giờ để Nguyên chắc chờ Nguyên qua cái này đi. Rồi Nguyên sẽ cho các bạn coi tiếp. Chứ nó lù bù quá, nó phí thời gian. Ok các bạn, thì đây nó có TV này, có chức năng nè các bạn thấy không, đây là Wi-Fi nhà Nguyên nè, Live With Us 5G nè. Thì cái này là wireless connection, là để nó hack trực tiếp YouTube, Netflix rồi mọi thứ, mấy cái app trên đây luôn các bạn. Rồi ba bấm vô đi, ba Live With Us 5G nè. Không, giờ Nguyên và ba Nguyên sẽ bỏ password của nhà vô. Rồi bấm vô, bấm enter luôn mà nó chính giữa đó. Thì bây giờ nó sẽ kêu mình bỏ số vô, thì bây giờ ba Nguyên sẽ bỏ số password vô. Ok các bạn, sau một hồi đã gắn hết tất cả wifi và anten vô hết rồi các bạn, thì bây giờ nó ra như thế này nè. Đó, thì Nguyên nói rồi, nó có Netflix nè, Prime Video, Hulu, Apple TV, YouTube, Gallery, rồi có hết tất cả mọi thứ luôn, âm nhạc cũng có luôn các bạn, Showtime cũng có luôn. Rồi bây giờ bà bấm đen này, chỉ đi tổng quát cho các bạn coi thôi chứ ra không phải review gì đâu, nó cũng đơn giản lắm các bạn, đi theo từng bước của nó thôi. Xem được nhá Nguyên. Nó không sao, bây giờ ba kéo xuống chữ đần đó, enter. Xong. Yes, are you ready? Yes. Next. Ok, let's watch TV. Bây giờ ba bấm xuống cái đó để nó bự, mở bự ra, bấm xuống enter. Enter. Đó, quá đẹp các bạn. Khánh mới đi về lại. Ok các bạn, thì bây giờ video nó rất là ngắn, mình không biết mình có thể bỏ thêm cái gì đó cho các bạn coi sau này. Thì bây giờ là như vậy đó, đã tất cả là mọi thứ đã xong rồi. Thì bây giờ là đài của bên đây đó các bạn, đài của bên Mỹ đó. Men góc cạnh này các bạn. Đây là đang là quảng cáo của đài thôi. Quá đẹp ha. Ok. Bây giờ ba Nguyên ngoài xe ra thì ba Nguyên rất là yêu thích TV các bạn. Và qua vô đây đứng nè. Ba Nguyên rất là yêu thích TV từ nhỏ đến lớn rồi. Cho nên
sẽ hỏi ý kiến của chuyên gia. Chuyên gia coi TV tại nhà đó. Ba bớt nhỏ đi. Rồi. Cảm nghĩ. Này chia sẻ cho vui rồi các bạn, tại video ngắn quá. Đẹp. Nó lớn lớn. Màu sắc quá đẹp luôn. Thích không? Thích. Ok ha. Ok. Nhưng mà thấy cái tại vì mình không có cái ánh đèn ở đây mình nghĩ là cũng còn thấy một chút. Có thấy bóng đó chứ. Thấy bóng. Cho nên lời khuyên của Ba Nguyên là nên mua TV mà đừng có thấy bóng nhiều quá các bạn. Nhưng mà nó mắc tiền thôi. Sony thì good, nhưng mà bây giờ thì đa số người ta xài Samsung. Đúng rồi. Gần như Samsung là ok. Tại Samsung và giá thị trường nó mềm mà nó chất lượng. Màu sắc nó thì cũng đẹp lắm. Trong video thì nó không có đánh giá được nhiều các bạn. Nhưng mà nhìn xa rồi các bạn thấy cũng ổn không? Nó ở một mình nó thì thấy nó màu sắc rất là đẹp. Nhưng mà nó đứng kế bên Sony thì nó thua. So sánh nó hơi thua tí chứ. Chỉ có 1:9 với 10 thôi. Chứ không có thua nhiều lắm. Thì đó thì sau cái này á, Nguyên sẽ đem nó vô trong phòng sau khi Ba Nguyên test hết rồi. Khi Nguyên đi làm về Nguyên đem vô phòng thì Nguyên cho các bạn coi một lần nữa. Galaxy mà treo lên tường hay gì đó, Nguyên sẽ review thêm một lần nữa cho các bạn coi, cho nó nhìn cái như thế nào. Cái này là mình để cái anten tự chế thôi á nha. Anten này là anten anten này là anten cùi Ba Nguyên tự chế. Lụm cái đồ này chế bậy vậy nè. Hồi xưa Ba Nguyên là biết làm bắt anten ở Việt Nam luôn các bạn. Bắt mấy đài Vĩnh Long người mở tuốt Cần Thơ các bạn, bắt đài Vĩnh Long HTV Sài Gòn 20 năm trước nha, chứ không phải là bây giờ đó. Đó là gần như là mới có TV màu. Phải có anten mới là coi được TV màu. Đúng rồi, mình chế thôi. Bắt bằng mấy cái ống nhôm á các bạn. Mấy anten ở Việt Nam. Ống sắt nha, không nổi đâu. Bắt cao lên mà. Bắt cao luôn đúng rồi. 20 mét lên mà. Hồi xưa la leo ghê lắm các bạn. Đó. Nó quá đẹp rồi. Ok, vậy thôi, giờ Ba Nguyên sẽ mày mò dọc nó chơi cho vui. Hồi gặp lại các bạn sau khi gắn trong phòng của Nguyên nè. Nói gì nữa không? Hello. Hôm nay chơi thọc ác quá. Ok thôi, gặp lại các bạn. Hiện tại Nguyên bấm đại YouTube của FIFA Online các bạn. Tại vì sợ bấm nhiều cái khác á, thì nó sẽ trở thành copyright. Đó, thì bây giờ á, là nó sẽ nằm trong phòng như thế này. Nguyên đã đưa vô đây rồi. Thì xin lỗi các bạn nếu như mà nó nhìn nó chưa có được thẩm mỹ á, tại vì biết là sao không? Nguyên đang order một cái cây, Nguyên sẽ để bên màn hình này cho các bạn coi. Cây rất là tiện các bạn, có thể tăng đưa lên xuống cao lên một chút cũng được. Mà nó máng cái TV giống như là các bạn treo trên tường luôn. Tại vì Nguyên không thích treo trên tường, mất công chủ nhà than phiền. Mặc dù mấy chủ nhà không có nói gì hết, nhưng mà thứ nhất vừa cực và khi mà mua đi dọn đi chỗ khác ở thì mất công nữa. Chừng nào nhà của mình á thì mình muốn làm gì làm. Ok, thì cái này chỉ để tạm thôi, đây là cái bàn ăn. Còn cái kia đang trên đường về các bạn, cho nên sắp sửa về rồi. Thì các bạn nhớ subscribe, hay là những bạn nào đã subscribe rồi thì chờ những cái vlog tiếp theo nữa. Thì bạn sẽ thấy được, Nguyên sẽ dọn lên nguyên cái này, đẹp đẽ, đàng hoàng, chuyên nghiệp hơn. Thì đó, cái TV 50 inch này trong phòng này nằm coi đã thiệt luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Ok các bạn, thì tóm lại cái video đã chấm dứt vào ngay bây giờ. Nguyên mới làm về, xin lỗi các bạn. Ok, thì bây giờ Nguyên sẽ chấm dứt cái video tại đây. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã theo dõi cũng như mọi thứ. Và Nguyên chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn luôn, thì hy vọng các bạn thích cái video này. Video này chỉ để chia sẻ lại thôi các bạn. Thì Nguyên cũng bấm bụng lâu lắm rồi, Nguyên rất là muốn có một cái TV trong phòng Nguyên, mặc dù ở ngoài cũng được có một cái của gia đình rồi, mà Nguyên muốn trong phòng Nguyên có một cái. Tại vì Nguyên làm YouTube với các bạn thì edit video rồi đủ thứ mọi thứ hết, về chụp hình mọi thứ công việc của Nguyên nữa các bạn, cho nên Nguyên cần một cái TV giống như là sau khi làm xong thì chiếu nó lên để coi hình ảnh mình làm ra sao, video mình làm ra sao như thế nào. Và mỗi Nguyên là một big fan của đá banh, cho nên mỗi cuối tuần đều có ngoại hạng, có là Liga, người Champions League. Thì các bạn biết bên đây sáng sớm thức dậy nó lạnh quá, làm biến đi ra ngoài coi phòng khách coi, cho nên là trong đây mở lên coi đá banh liền lập tức luôn, cũng như bóng rổ mọi thứ. Hoặc là làm gì mệt mỏi quá thì mình mở Netflix là mình coi phim này nọ một thứ. Ok, kinh tế chỉ có được đủ nhiêu đây thôi các bạn, bấm bụng mua, nhưng mà mình thấy nó đáng. Tại vì làm được mọi thứ cũng như giải trí và đồng tiền mình làm ra mà, why not, tại sao không, phải không các bạn? Mà cái này phục vụ cái tinh thần của mình lại nữa, để mình thoải mái mình có thể đi làm tiếp tục. Cảm ơn các bạn một lần nữa.
gặp lại các bạn vào video kỳ baby.